Tất cả chúng ta ai cũng biết rằng những thói quen tiêu cực nó tàn phá cơ thể của chúng ta rất khủng khiếp, cả về sức khỏe lẫn trí tuệ. Ngoài ra thì nó còn tàn phá đến tài chính của chúng ta. Và trong thực tế thì mọi người cũng thấy rằng những người mà nghiện rượu bia khi về già họ rất là ốm yếu, cơ thể run rẩy, xanh xao, và khả năng lao động của họ rất thấp, và họ luôn sống một cuộc sống nghèo khổ. Còn những người mà thường xuyên hút thuốc thì họ luôn có vấn đề sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về hệ hô hấp như bệnh phổi, vân vân. Còn những người thức khuya rất nhiều, và những thói quen thức khuya thường xuyên thì sẽ khiến bệnh tật liên tục tìm đến họ, đặc biệt là những người thức khuya rất hay nhanh già, vân vân. Tuy nhiên thì tại sao những thói quen chúng ta biết độc hại như vậy nhưng chúng ta vẫn duy trì và xem như rất bình thường? Bởi vì những tác hại xuất hiện rất là chậm, nó không xuất hiện ngay lập tức. Bên cạnh đó thì có rất nhiều người thực hiện những thói quen tiêu cực này, ví dụ như uống rượu bia, hút thuốc, nên chúng ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng hậu quả mà nó để lại rất là khủng khiếp, đến khi hối hận thì đã muộn màng. Vậy làm thế nào để loại bỏ những thói quen tiêu cực đó? Bởi vì có rất nhiều người cũng đã từ bỏ những thói quen này, nhưng họ cũng đâu vào đấy vẫn thực hiện những thói quen cũ độc hại. Do đó, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người 3 bước cực kỳ đơn giản nhưng nó sẽ hiệu quả, giúp mọi người từ bỏ ngay lập tức những thói quen tiêu cực độc hại đó. Bước thứ nhất là chúng ta hãy liệt kê những thói quen tiêu cực mà chúng ta đang có. Sau đó, chúng ta hãy liệt kê tất cả những tác hại trong tương lai nếu chúng ta tiếp tục thực hiện những thói quen này. Ví dụ như tác hại của rượu bia, thuốc lá, chúng ta hãy liệt kê ra tất cả. Và gương những người uống rượu bia khi về già thì chúng ta thấy rồi. Chúng ta hãy liệt kê ra tất cả. Sang bước thứ hai, chúng ta hãy viết ra tất cả những lợi ích chúng ta có được khi mà chúng ta từ bỏ những thói quen tiêu cực đó. Ví dụ như khi chúng ta bỏ rượu bia thì chúng ta sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, một thân hình cường tráng và một trí tuệ minh mẫn. Và chúng ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Hoặc là nếu chúng ta bỏ được thuốc lá thì chúng ta cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền, và chúng ta không có những căn bệnh về phổi và những căn bệnh khác, vân vân. Nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta luôn khỏe mạnh. Và nếu như hai bước này thì có rất nhiều người cũng sẽ từ bỏ được rồi, bởi vì họ đã biết được tác hại và lợi ích của việc từ bỏ những thói quen tiêu cực. Tuy nhiên thì có rất nhiều người sau khi từ bỏ thì họ quay lại những thói quen đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ khi đó từ bỏ nhưng họ đã tiếp xúc với những người thường hay nhậu nhẹt, thường hay hút thuốc, vân vân. Và khi những người này chơi chung với những người đó thì họ lại tiếp tục có những hành động, những thói quen cũ. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể từ bỏ triệt để? Do đó chúng ta hãy sang bước thứ ba. Bởi vì khi mà chúng ta từ bỏ những thói quen cũ thì chúng ta cảm thấy trống trải, và chúng ta gặp những người mà sử dụng những thói quen
cũ thì chúng ta có khả năng lặp lại. Do đó chúng ta cần phải tìm những thói quen mới, thói quen có lợi ích để thay thế những thói quen cũ. Nếu như trước đây chúng ta cứ chiều chiều chúng ta thường hay rủ rê nhậu nhạt, thường hay đánh bài, hút thuốc, thì bây giờ chúng ta hãy tìm đến các câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ gym. Chúng ta hãy đến đó và tập luyện. Và chúng ta đến đó thì chúng ta sẽ gặp những người đam mê thể dục thể thao, những người thường xuyên nói về sức khỏe. Vì vậy, chúng ta không còn dính dáng đến với những người mà thường hay nhậu nhẹt nữa, và chúng ta sẽ được từ bỏ hẳn. Trên đây là 3 bước đơn giản giúp các bạn từ bỏ những thói quen cũ, thói quen tiêu cực, nó gây hại sức khỏe của chúng ta. Chúc các bạn thành công, có sức khỏe tốt và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.